nhìn bác Hoàng này, nhìn bác Hoàng này, Bruno. Quý vị khán giả, chúng ta vào khoảng độ 10 phút nữa sẽ ghi hình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến đây tham dự chương trình nghệ sĩ tháng và khách mời của chúng tôi hôm nay là ban nhạc Nữ Cung. Có lẽ để tiện cho phần ghi hình, tôi có xin phép một vài điều. Cái thứ nhất là lưu ý khán giả, các vị bạn với cả các quý vị có thể tắt máy để điện thoại ở chế độ rung để chúng tôi ghi hình trực tiếp. Tiếng điện thoại sẽ lẫn vào phần âm thanh biểu diễn của các nghệ sĩ tham gia trong chương trình hôm nay. Đó, phần ghi hình của chúng ta chỉ mất khoảng độ hy vọng là sẽ khoảng hơn 2 tiếng một chút xíu thôi.